Hello everyone, welcome to my channel. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Mình sẽ bắt đầu game. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Stickman Zabrek 3. Эй, животное, я тебе покушать принёс. Chuột máy này chỉ đạo cho nó lấy chiếc chìa khóa. Ok, let's go. Chú lại này. Ah!
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo, BND. Ok, game này chơi thì các bạn cứ làm theo dẫn của mình nhé. I'm here. Đó, làm theo thôi. Let's see if we can find what you wanted me to see. Okay, let's go. Zoom. This lift could use a few dry cells. Đây là pin này, mình sẽ lấy cố pin và mở cái này ra. Đây là cố pin. Cái này vẫn chưa lấy được. Thì các bạn phải làm nhiệm vụ thì các bạn mới lấy được cái đó. Let's okay. See what you're hiding down there, old friend. Rồi, cái cửa này mở ra. Bây giờ mình sẽ vào trong đây. Vậy thì bạn mình đặt hết những cái đồ và để ở các cái trụ là ok, let's go. Giờ mình sẽ đi tìm. Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? Hi. Trong này có một quyển sách, mình sẽ lấy quyển sách ở đây. Ok. Vòng thứ ba. Vào đây nữa. Vòng thứ tư. Tất cả là 6 món. Thì mình lấy được 4 món rồi. Còn 2 món nữa thôi. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Một món năm. Rồi còn một món nữa. Đó là cái răng cưa vừa nãy mình bảo các bạn ấy. Tức là khi làm nhiệm vụ các bạn mới lấy được. Bây giờ mình sẽ quay lại lấy cái món răng cưa đó. Đây rồi, món thứ 6. Okay, that's all of them. Mình sẽ đặt vào các cái trụ này. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Dám nhìn mình à? Quay cái này rồi. Rồi, mình sẽ gạt công tắc ở đây. Ok. Thank you.
một con quái vật, một quái vật vừa xuất hiện ở đây, không kinh khủng, trốn thôi, để ở đây đóng luôn, bắt buộc phải đi đường này. Xoay cái này. Rồi ok, đi tiếp đường này xem. Đây có cái nút xoay này, mình sẽ xoay tiếp. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Predator Inside. Đi đâu? Chi. Wow, rất là giỏi. Chiu. Ở đây có một cái xe. Mình sẽ để qua đây. Biết xe này nó đang có cái gì. Có cái gì. Để hôm nay đi đã. Ok. Chẳng không. Đây có hai ông đừng dừng, ông ta đang xoay đèn. Nếu bây giờ các bạn xuất hiện sẽ bị ông ta bắt và ông ta sẽ bắt cóc các bạn và các bạn lại phải chơi lại. Ok, mình sẽ từ từ thôi cho ông ta đi đã. Rồi ông ta đi rồi. Mình sẽ ủi cái này xuống. Sẽ có dê vào đây. Khi đó thì mình sẽ nhảy lên đây. Và nhảy lên. Đi thôi. Chắc chó sẽ phát hiện ra mình đó. May. Không để ý. Đó. Tiếng chó kêu rồi. Mình nhảy lên trên đây xem có cái gì không để lôi xuống. Đây rồi, lôi cái hộp này xuống nào. Game này chơi với các bạn phải tính toán nữa, nếu mà không tính toán các bạn có thể sẽ phải thua. Ok, nhảy lên nào. Wow, chúng ta đang xem đèn. Thôi bị phát hiện ra rồi. Chó me luôn. Đấy, mình sẽ trèo lên. Chạy tiếp vào.
Ôi chết rồi, bị phát hiện ra rồi. Đi lại, đi lại. Ok. Chết rồi, đã hy sinh. Bắn luôn. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game nói về một ông sếp thôi miên. Ông ta chuyên đi thôi miên để bắt nhân viên làm việc. Bây giờ thì mình phải tìm cách để mà cứu những người nhân viên đó ra. Sound the good detail. When do you know? Okay, let's go. Okay.
35 món. Còn đâu đâu thì đợi đến rồi. Thử đệ tiếp à, 3 lần đệ luôn. Chạy thật. Ok, sắp đệ đi nào. 32 máu, rất là sâu. Vẫn thử thân đệ. Có gì ăn đây, mà nhắm đi. Ok, một con. Wow, phạm xuống đây chết luôn. Ok, còn một con nữa, hai con nữa. Chết này ra luôn. Rồi xung quanh ở đây thì bà ta dán tường hết rồi, cho lên tường rất là sáng, không ổn. Bà này có vẻ yêu trẻ con. Thì sẽ nhặt cái này lên. Chuẩn thôi, bà ta chuẩn bị lên đây rồi. Bà ta nó xuống đây sao? Xem bà ta nó xuống không? Do you want to play hide and seek?
Cái này cần có một chiếc chìa khóa, các bạn mở ra để lấy cái này được. Đây là một cái bán súng. Ok, mình sẽ chui ra đây. Ta xuống đây này, chưa xuống thì mình chuồn thôi. Wow, điều ta bắt luôn rồi, sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. One Day. Game này thì các bạn phải coi nha, làm sao để tránh con gấu nó vào nhà và nó ăn thịt các bạn. Càng coi thời gian lâu thì các bạn càng thắng lợi. Thì tại đang là 12 giờ đêm. Tầm giờ thì chưa có đâu, tầm theo mình nghĩ thì tầm khoảng tầm từ 3 giờ cho đến 4 giờ thì là con quái vật nó hay xuất hiện. Thì tầm đó thì các bạn theo như mình đánh thì mình hay đóng cửa trước rồi bắt đầu mình mới bật đèn, thì như thế để tránh con quái vật nó sẽ lao vào. Bởi vì khi các bạn bật đèn ấy, nhìn thấy quái vật nó sẽ lao vào nó cắn các bạn luôn. Thì khi các bạn đóng cửa nó sẽ giật mình, nó sẽ chạy đi. Bạn làm sao để tránh để nó vào trong cái này, trong phòng này. Nó vào trong phòng này thì các bạn sẽ chỉ có cách là chết thôi. Đó, cách chơi game này rất đơn giản thôi. Các bạn cứ chơi như thế thôi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.